Bisan, viên uống hỗ trợ chống nắng toàn thân đến từ Mỹ. Gọi 1900-1259 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. Biên tập viên Quốc Minh chào đón quý thính giả đến với 60 phút của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM, kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe. Thưa quý thính giả, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay sẽ đề cập đến một vấn đề mà có lẽ các quý thính giả nữ hết sức quan tâm, đó là làm sao chúng ta có thể chống nắng một cách hoàn hảo trong những ngày hè. Và vị khách mời mà chúng tôi mời đến phòng thu ngày hôm nay đó chính là thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình, và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đồng Hải đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chào biên tập viên Quốc Minh, xin kính chào quý vị thính giả của kênh Gió FM. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng viên uống chống nắng Biasan của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900-1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Đồng Hải, có lẽ chủ đề ngày hôm nay là một cái chủ đề cuộc sống hết sức đời thường. Vâng, làm sao chúng ta có thể chống nắng một cách hoàn hảo trong những ngày hè? Đối với chị em phụ nữ thì có lẽ làn da hết sức quan trọng, bởi vì các cụ nhà ta cũng nói rồi, nhất dáng nhì da. Một làn da hồng hào, khỏe mạnh, trắng mà thanh niên bây giờ hay dùng một câu gọi là trắng gì mà sáng thế, đúng không ạ? Hoặc là trắng một cách nõn nà. Vâng, một cô gái như vậy thì luôn luôn thu hút những ánh mắt của những chàng trai. Và ngày hôm nay không chỉ những cô gái giữ gìn cho làn da của mình mà ngay cả những chàng trai cũng luôn luôn giữ gìn làn da của mình trong những ngày hè nắng nóng. Đấy là chúng ta nói về mặt thẩm mỹ. Còn nói về mặt có thể nói là về đời sống cũng như là về môi trường hiện nay thì chúng ta thấy rằng là tình trạng ô nhiễm hết sức nghiêm trọng, khói bụi, tiếng ồn, và bên cạnh đấy nữa sự thay đổi bất thường của thời tiết cũng đã khiến cho là những ánh nắng trở nên gay gắt hơn, độc hại hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến làn da nhiều hơn. Và tuy nhiên chúng ta cũng không thể loại bỏ được những cái tác dụng của ánh nắng mặt trời. Vâng, nhân đây thì bác sĩ Nguyễn Đồng Hải có thể phân tích cho quý thính giả một vài nét về những cái lợi và những cái hại mà ánh nắng mặt trời tác động lên con người được không ạ? Cảm ơn biên tập viên Quốc Minh. Chúng ta biết rằng là đối với chị em, với tất cả mọi người đều có cái mong muốn rằng mình có một cái làn da mịn màng, không có những cái vết nốm, đốm rồi là tàn nhang, những cái làn da xỉn màu. Tuy nhiên là ánh nắng mặt trời không phải là mang lại hoàn toàn những cái tác hại, vì chúng ta biết rằng là ánh sáng mặt trời nếu chúng ta phơi nắng hoặc tắm nắng một cách đúng thời điểm, đúng cách cũng mang lại nhiều lợi ích. Và ngay bản thân cái sắc tố mà melamin tập trung ở trên da thì chúng ta biết rằng là bản thân cái sắc tố melamin này là quyết định màu da của con người. Mà chúng ta biết rằng những người có nhiều sắc tố melamin đương nhiên là màu da sẽ tối màu hơn những cái màu sắc tố ít sắc tố melamin. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là melamin thì không phải là khi mà ánh nắng mặt trời tác động vào cái sản sinh ra sắc tố melamin mà chúng ta cần phải triệt bỏ hoàn toàn các sắc tố melamin để làn da chúng ta được tốt hơn, thì chúng ta biết rằng đó là quan niệm sai lầm. Bởi vì bản thân ngay sắc tố melamin người ta xem như một con dao hai lưỡi, nó vừa có tác dụng bảo vệ cho làn da và vừa có tác dụng gây rắc rối cho làn da. Nếu mà không có sắc tố melamin thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều những bệnh lý gặp phải, ví dụ như bệnh bạch tạng chẳng hạn, chúng ta có gặp phải vì thiếu sắc tố melamin. Do vậy mà cái sự hoàn toàn sai lầm khi chúng ta thấy rằng là chúng ta làm thế nào đó để che chắn và hoàn toàn loại bỏ cái sắc tố melamin thì đấy cũng là một cái điều sai lầm. Và hơn nữa rằng ánh sáng mặt trời, chúng ta biết rằng là đối với ánh sáng mặt trời, chúng ta nghĩ rằng là cái ánh nắng mặt trời có thể mang lại cái tình trạng bệnh lý về da, là ngay cả ung thư da, rồi những cái tình trạng da xuống cấp do ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên ánh sáng mặt trời cũng mang lại cho con người chúng ta những cái lợi ích rất đáng kể. Ví dụ như là nếu chúng ta tiếp xúc đúng thời điểm với ánh nắng mặt trời có mang lại những cái lợi ích rất là tuyệt vời. Ví dụ như là giúp cho con người ta cải thiện giấc ngủ, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ban ngày sẽ giúp tiếp sức cho cái nhịp sinh học hoạt động của chúng ta đúng hướng và làm tăng cái nồng độ serotonin, và sau đó chúng ta đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn và sâu hơn. Hoặc là chúng ta biết rằng là khi ánh nắng mặt trời chúng ta tiếp xúc đúng thời điểm để có thể cải thiện được tâm trạng. Ánh nắng mặt trời làm tăng cường cái lượng serotonin và giúp cho cân bằng tâm trạng và làm giảm bớt cái những cái triệu chứng của tình trạng bệnh trầm cảm. Hoặc là trong ánh nắng mặt trời thì có thể chúng ta giúp cho cơ thể chúng ta tổng hợp được vitamin D, giúp cho cơ thể chúng ta hấp thụ canxi tốt hơn, và như thế thì giúp cho
xương chúng ta chắc khỏe hơn. Hoặc là ánh sáng mặt trời cũng có thể là giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch của cơ thể, mà chúng ta biết là hệ thống miễn dịch của cơ thể đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể con người. Hoặc là chúng ta thấy rằng là cái serotonin, ở trong khi mà gia tăng serotonin do chúng ta tiếp xúc thời điểm ánh sáng đúng cách ấy, thì có thể là tăng cường cái lượng serotonin và nó giảm cái cảm giác thèm ăn, và như vậy chúng ta có thể duy trì được cân nặng lý tưởng. Và cái ánh nắng mặt trời còn ngăn ngừa cái sự thiếu hụt cái vitamin D đối với cơ thể. Do vậy có thể nói rằng là ánh sáng mặt trời chúng ta để tiếp xúc vào thời điểm nào, chứ không phải tất cả mọi thời điểm mà cái ánh sáng mặt trời nó mang lại những cái tác hại và gây ra bệnh lý ở con người. Tuy nhiên nếu chúng ta không tiếp xúc đúng thời điểm, chúng ta có thể có thấy là cái sự suy xuống cấp của làn da, sự gia tăng của sắc tố melanin, sự trùng nhão của da do sự bẻ gãy của cái yếu tố cái collagen và cái sợi elastin, và gây tình trạng da của chúng ta trùng nhão. Và chúng ta biết rằng da có thể xuất hiện những cái đốm nâu, rồi những tàn nhang, rồi do cái sự tàn phá của ánh nắng mặt trời cùng với lại cái yếu tố môi trường làm da chúng ta thô và sạm màu và xỉn màu. Thì tuy nhiên là khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời không đúng cách thì cũng là làm cho cái quá trình lão hóa có thể diễn ra nhanh hơn. Vâng, và chúng ta thấy rằng là không phải không có lý do mà khi tả về một cảnh đẹp bãi biển nào đó mà các nhà thơ, nhà văn, thậm chí các nhà điện ảnh là thường miêu tả những cái bãi biển tràn ngập ánh nắng chan hòa, đúng không? Trải dài trên một cái bãi cát rất là rộng, mịn màng. Và chúng ta thấy rằng là cái ánh nắng mặt trời nó luôn luôn đi lẩn vào tất cả những câu văn, câu thơ, rồi là những cái ngôn ngữ, hình ảnh, điện ảnh mà chúng ta thấy. Và tất nhiên trong những cái ngày hè này, thưa bác sĩ Nguyễn Đồng Hải, chúng ta biết rằng là chúng ta cứ lấy là 5 giờ sáng bắt đầu là những tia nắng đầu tiên ló dạng, đúng không ạ? Và 6 giờ tối thì là mặt trời khuất bóng. Thì vậy thì trong cái khoảng thời gian hơn 12 tiếng đồng hồ đấy, thông thường là thời điểm nào có những cái tia nắng mặt trời tuyệt vời nhất ạ? Chúng ta biết rằng là nếu là trong thời gian mùa hè, chúng ta có thể nói rằng từ 5 giờ đến 7 giờ, và thời tiết vào buổi chiều thì chúng ta thấy rằng là sau 4 giờ cho tới 6 giờ, và cái thời điểm mà từ 7 giờ cho tới 4 giờ chiều, đây là cái thời điểm mà ánh nắng có thể là gay gắt và có những tia UVB, UVA, có những cái tác nhân mà gây hại cho da. Tuy nhiên là nếu là trong cái thời điểm mà cao điểm nhất, người ta vẫn cho là thời điểm từ 10 giờ cho đến 4 giờ chiều, đó là thời điểm mà ánh nắng mặt trời gay gắt nhất. Mà chúng ta biết rằng là khi đi ra ngoài ánh nắng mặt trời, chúng ta cần tới cái sự bảo vệ. Vâng, hiểu rõ được cái khoảng thời gian có những tia nắng mặt trời tuyệt vời nhất, đó là việc mà chúng ta sẽ phải tận hưởng những cái gì thiên nhiên ban tặng cho con người chúng ta. Chính vì thế, trong lĩnh vực nhi khoa thì chúng ta thấy rằng các bác sĩ luôn luôn là cho các trẻ sơ sinh tắm nắng, và nhiều ông bố bà mẹ cứ nghĩ rằng là cứ đưa ra nắng bất kể thời điểm nào là cũng đều được. Nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ một điều, thời điểm nào là tốt nhất và thời điểm nào sẽ đem lại những cái hại cho làn da của một đứa trẻ, cũng như là những cái người trưởng thành, những người lớn đang đi làm việc hàng ngày. Vì vậy mà chúng ta thấy cứ vào bắt đầu thời điểm mà gần buổi trưa thì chúng ta thấy những ninja bắt đầu xuất hiện ngoài đường phố, đúng không ạ? Vâng, từ đầu đến chân được che kín, đặc biệt chị em phụ nữ, và cũng kèm theo đó thì các nhà thời trang cũng bắt đầu thiết kế ra những bộ quần áo chống nắng có thể nói là rất độc đáo và có 102 ở Việt Nam, thuận lợi cho mọi việc sinh hoạt rồi là đi lại cho chị em phụ nữ, để tránh được những cái tia mặt trời có hại cho làn da của mình. Và nếu như, thưa bác sĩ Nguyễn Đồng Hải, cuộc sống thì nó luôn vận hành, công việc thì nó không phải dễ dàng thay đổi một chốc một lát, mà có những người trong chúng ta, kể cả nam giới hay nữ giới, luôn luôn phải làm việc dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Ví dụ như là những công nhân đang làm đường, những công nhân đứng ở nhà máy, hoặc là những bác nông dân. Vâng, luôn luôn phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bất kể vào thời điểm nào. Vậy nếu như tiếp xúc quá lâu dài như vậy, với những cái tia cực tím nó có hại cho làn da như vậy, thì điều gì nó sẽ xảy ra? Chúng ta biết rằng là đối với ánh nắng mặt trời, người ta có thể chia ra gồm có 3 loại. Thứ nhất là có các cái tia UVB, UVA và UVC. Tuy nhiên tia UVC thì có thể được che chắn bởi các cái tầng khí quyển ở bên trên. Và chúng ta biết rằng là có UVB và UVA, là đây là hai cái loại cái tia mà có thể tác động và làm ảnh hưởng tới làn da của chúng ta nhiều nhất. Do vậy mà chúng ta biết rằng là khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời thì thấy rằng là sẽ tác động lên làn da của chúng ta. Chúng ta biết rằng là
thực ra thì cái tia UVB là tia tử ngoại có bước sóng B và bước sóng ngắn, tác động đến cái lớp biểu bì và gây tình trạng cháy nắng và đỏ da, bỏng da và làm giảm cái khả năng miễn dịch của da và gây tình trạng da mất nước và kích ứng da. Điều đó lý do vì sao mà khi chúng ta đi tắm biển về thì da chúng ta đỏ và thậm chí phồng rộp lên ở cái phần ở bên ngoài. Đối với tia UVA là tia tử ngoại có bước sóng A và 95% ánh sáng mặt trời là tia UVA và bước sóng dài hơn là bước sóng của UVB và hấp thụ sâu dưới da UVB xuyên qua lớp biểu bì và sâu đến lớp hạ bì và có thể phá hủy các cái mô liên kết và phá hủy sự săn chắc, sự đàn hồi và là nguyên nhân chính và gây nên tình trạng đen da, lão hóa da và dễ tích tụ một số các bệnh ung thư nguy hiểm. Chúng ta biết rằng là đối với tia UVB thì có thể ngăn bởi sương mù, mây, kính, cửa sổ, nhưng tia UVA thì không. Do vậy mà chúng ta biết rằng là những cái tia UVA và tia UVB này có thể làm cho cái tình trạng nám da, sạm da đẩy xảy ra, và chúng ta biết rằng cái tình trạng nám da, sạm da thậm chí mà cái thời gian chúng ta lao động ở ngoài trời hoặc là chịu cái tác động của ánh sáng mặt trời có thời gian nó quá dài thì đó cũng là cái nguy cơ gây có thể bệnh lý về da, ví dụ như ung thư da. Da đó là những bệnh lý mà chúng ta thấy rằng nó cũng khó khăn trong cái quá trình điều trị và cũng là chúng ta hay gặp. Do vậy mình có thể biết rằng là cái ánh nắng mặt trời chúng ta cần phải tiếp xúc vào đúng thời điểm nào và ở những cái thời điểm mà cái tia nắng mặt trời, đặc biệt là tia UVA ở cái mức độ như vậy, tác động sâu như vậy, cho nên chúng ta cần biết rằng là chúng ta bảo vệ da như thế nào đó để đạt tới cái hiệu quả và nó cũng lại tránh được những cái bệnh lý về da. Vâng, và chúng ta thấy rằng những cái bệnh lý đơn giản về da mà chúng ta có thể gặp phải đó là khi chúng ta phơi nắng một cách thái quá hoặc là chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở bất kể những cái thời điểm nào, đặc biệt những thời điểm có hại, thì chúng ta thường thấy những cái cụm từ mà rất nhiều người đang sử dụng, ví dụ như là làm một làn da cháy nắng hoặc là da đen sạm lại. Và khi chúng ta đi biển về thì chúng ta có thể thấy ngay những cái tác hại mà những cái tia nắng mặt trời có hại tác động lên làn da, đó là da rẻ của chúng ta sẽ thay đổi màu một cách rõ rệt nhất và phải mất một thời gian sau thì chúng ta mới có được. Và chính vì điều đó, thưa bác sĩ Nguyễn Đồng Hải, mà có thể nói rằng là khoa học công nghệ cũng như là đáp ứng cho cái nhu cầu của con người chúng ta phải nói rằng là rất nhanh chóng và kịp thời. Đã từ xa trước đây rất nhiều thập niên rồi, tại các nước phương Tây và tại các nước tiên tiến phát triển thì họ đã chế tạo ra cái kem chống nắng, một thuật ngữ hết sức đơn giản, thuật ngữ hết sức gần gũi. Tuy nhiên, những cái loại kem chống nắng này thường sử dụng những cái hóa chất để người ta làm ra. Và xong qua nhiều thập niên thì mới đây, cũng như các nhà khoa học của Mỹ cũng như của Pháp thì mới phát hiện ra một điều là một số loại kem chống nắng nếu như sử dụng quá lâu và sử dụng thường xuyên thì nó dẫn đến tình trạng ung thư da. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Đồng Hải, câu hỏi ở đây được đặt ra là cái việc lạm dụng quá thể khi sử dụng kem chống nắng nó có tác động gì đến làn da không ạ? Chúng ta biết rằng là vấn đề là cái kem chống nắng thì chúng ta thấy rằng là kem bôi ở ngoài da, theo có nói là sử dụng kem, mà cái từ kem đó có nghĩa là cái loại mà chúng ta dùng để bôi ngoài da. Thế thì cái tiêu chuẩn mà khi chọn là cái kem chống nắng thì chúng ta phải đạt tới hai tiêu chuẩn, một là hai cái chỉ số nhất là SPF và thứ hai nữa chỉ số PA. Chỉ số SPF đây là chỉ số biểu thị mức độ chống lại tia UVB của sản phẩm, và chỉ số SPF này càng cao thì thời gian da có thể chống lại cái thời gian mà chống lại cái tia UVB này càng cao. Cái thứ hai nữa là cái chỉ số PA đây là cái chỉ số biểu thị mức độ chống lại tia UVA của sản phẩm. Theo cái ngành mỹ phẩm của Nhật Bản thì người ta chia UVA thành các cái mức độ, ví dụ như là PA 1 cộng chẳng hạn thì có khả năng chống lại hoặc thời gian bảo vệ được 4 giờ, nhưng thời gian PA 2 cộng thì bảo vệ được 8 giờ và 3 cộng thì bảo vệ được 12 giờ. Cúc mình có đề cập đến vấn đề là khi mà cái sử dụng kem chống nắng đó quá nhiều và quá dài có vấn đề gì không? Thứ nhất là khi mà sử dụng kem chống nắng, cái mức độ mà cái điều kiện để thoa kem ấy thì cái độ dày của kem đấy phải là 2 mg kem sản phẩm trên 1 cm bề mặt da. Tuy nhiên nếu chúng ta bôi quá dày và thì có thể là gây tình trạng mà da của chúng ta mất cái khả năng hô hấp và nó bưng bít
tắc giữa các cái phần hô hấp của da. Cái thứ hai nữa rằng là cái kem chống nắng mà cái chỉ số chống nắng càng cao thì càng dễ kích ứng đối với da. Do vậy mà chúng ta biết rằng là có thể làm bít tắc, làm cho da ngộp thở và kèm theo có thể gây tình trạng kích ứng da và gây tình trạng dị ứng và gặp phải những bệnh lý về da chúng ta hoàn toàn có thể gặp. Do vậy mà chúng ta nên là lựa chọn những cái kem chống nắng có cái chỉ số mức độ vừa phải và sau mỗi 2 giờ thì chúng ta nên bôi lại một lần. Đó cũng chính là một cái vấn đề mà chúng ta biết rằng là khi mà chị em chúng ta đi làm đã sử dụng các cái mỹ phẩm, đã trang điểm rồi, make up rồi mà lại nói rằng là sau 2 giờ lại bôi lại cái kem chống nắng một lần, thật là quá khó luôn. Hoặc những người đã đi ra ngoài đường, người ta đang đi trên đường, người ta lại dừng lại, người ta bôi sau mỗi 2 giờ bôi kem chống nắng, quả là vấn đề rất là khó. Đó chính là cái mặt hạn chế của cái kem chống nắng mà chúng ta bôi ở ngoài da. Vâng, chúng ta đã nghiên cứu, chúng ta đã phát minh, chúng ta đã thử nghiệm và chúng ta đã có những cái sản phẩm kem chống nắng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Đây là một trong những cái điều hết sức vui mừng để làm sao giúp cho mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ có thể bảo vệ được làn da của mình mỗi lúc đi tắm biển hoặc là mỗi lúc đi vào những cái vùng mà chúng ta có thể nói là có những cái tia ánh nắng vô cùng gay gắt. Và đặc biệt hơn nữa thì kem chống nắng này đã được sử dụng một cách rộng rãi và trở thành một trong những cái đồ không thể thiếu mỗi khi đi du lịch tại biển. Đối với chị em phụ nữ của chúng ta thì có lẽ rằng là cái cụm từ kem chống nắng thì chắc là cũng được biết khoảng 3 thập kỷ gần đây. Nhưng đối với phụ nữ ở các nước phương Tây và nhiều các quốc gia khác trên thế giới thì thuật ngữ kem chống nắng đã được biết đến từ rất lâu. Và trong những cái thời gian gần đây thì thưa bác sĩ Nguyễn Đồng Hải, ngoài những cái sản phẩm được bào chế từ sự phối kết hợp của các hóa chất thì cộng đồng của chúng ta đang hướng tới những cái sản phẩm được làm từ thảo dược. Và dường như nền y học cổ truyền của chúng ta ngày hôm nay đang ngày càng phát triển nhờ những cái thành tựu trong việc bào chế các tinh chất từ các loại thảo dược để cho ra những cái sản phẩm phục vụ cho đời sống con người, đặc biệt là trong việc là phòng ngừa, hỗ trợ điều trị, nâng cao thể trạng và cũng như là phục vụ cho những cái nhu cầu rất thường nhật của mọi người, như là giúp để tẩy trang, rồi là những cái việc mà dùng trong trang điểm và thậm chí là sản xuất ra những cái loại kem chống nắng bằng thảo dược. Chúng ta có được biết tới những cái loại thảo dược như là dương xỉ, nghệ, trà xanh hoặc là kế sữa, đã sự phối hợp hoàn hảo của các loại thảo dược này với nhau đã tạo ra một cái loại kem chống nắng có thể nói rằng là khá hấp dẫn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết rằng là những cái loại thảo dược này nó có một cái công dụng như thế nào trong cái việc mà bảo vệ làn da của chúng ta? Cảm ơn biên tập viên Quốc Minh. Biên tập viên Quốc Minh vừa đề cập tới vấn đề là các loại thảo dược để chế tạo ra một cái loại mà chống nắng. Thực ra đây là không phải là kem mà là viên chống nắng Bisun của Mỹ. Vậy chúng ta biết rằng cái hỗn hợp chiết xuất từ thảo dược chống nắng, ví dụ như là từ chiết xuất từ dương xỉ này, chúng ta biết là chiết xuất từ cây nghệ này, trà xanh này, kế sữa này, những thành phần này hoàn toàn từ thảo dược. Trong đó thì chiết xuất từ dương xỉ thì chúng ta thấy là được các nhà khoa học ở Mỹ chứng minh là mang lại siêu tác dụng chống nắng và ngăn ngừa cái sự tác hại của tia cực tím ở trên da, và đồng thời còn có cái tác dụng nữa mà chúng ta rất quan tâm, đó là tác dụng chống oxy hóa cực mạnh. Và các cái nghiên cứu có chỉ ra rằng chiết xuất dương xỉ giúp cho tạo ra các cái tác dụng siêu bảo vệ, giúp làm bảo giảm các cái tổn thương trên da gây ra do cái sự tiếp xúc với cái bức xạ của tia cực tím của mặt trời. Và cái nhóm thảo dược này còn cái tác dụng nữa là chống oxy hóa, và những cái thành phần thảo dược khác có thể phối hợp ở đây như là chiết xuất từ hạt nho đỏ, từ lô hội, rồi từ quả liệu, rồi từ bông cải xanh, đều là những cái thảo dược có tác dụng chống oxy hóa cực mạnh và giúp cho chống lại các cái tác hại từ ánh nắng mặt trời và từ những, đặc biệt là từ các cái máy tính của điện thoại hoặc là cái ô nhiễm của môi trường, và làm cho tình trạng da của chúng ta xuống cấp, tình trạng da của chúng ta lão hóa, ví dụ như là nám da, sạm da và một cái nước da nó không được đều màu và lỗ chân lông to hay là thô. Và cái sản phẩm này, Bisun của Mỹ này còn có những thành phần như là caroten, rồi thành phần là lutein, những thành phần này rất tốt cho mắt và nó hấp thu năng lượng dư thừa từ ánh sáng mặt trời và ngăn chặn các cái tia tử ngoại và gây hại cho mắt. Và chúng ta biết rằng những cái tác dụng chống nắng rồi ngăn lại tác dụng của tia cực tím cũng như là chống oxy hóa mạnh, và đối với từng loại thảo dược, và nhưng khi mà
chúng hiệp đồng tác động lại với nhau thì chúng ta thấy là chúng nó rất là an toàn, dễ sử dụng, bởi chúng ta biết rằng là người ta đã tinh chế và đã làm dưới dạng viên. Và chúng ta biết là những cái khi mà chúng ta sử dụng những loại kem chống nắng thì chúng ta có thể bôi và chúng ta rất mất thời gian, ví dụ như vùng mặt chúng ta cũng phải mất một cái thời gian nhất định, chúng ta bôi vùng đều trên trán, rồi là vùng mắt, rồi hai bên má, rồi là mũi, rồi quanh miệng, rồi là cổ. Chúng ta phải có một thời gian để chúng ta xoa cái kem này nó đều ở trên mặt sau khi chúng ta làm sạch mặt rồi. Nhưng mà và hai nữa rằng là sau cái thời gian mà mồ hôi ra thì trong vòng 2 giờ thì tất cả những kem này đã bị trôi đi, và nếu chúng ta bôi dày quá thì có thể gây bít tắc ngộp thở đối với da, và cái kem chống nắng chỉ số cao thì gây tình trạng kích ứng da. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng là cái Bisan thì là cái viên uống chống nắng, cho đó mà chúng ta thấy rất là tiện lợi, chỉ mất trong vòng 30 giây thôi là chúng ta đã uống xong viên chống nắng này rồi, và rất an toàn, không có cái vấn đề mà thí dụ như là kích ứng qua da. Và đối với ngày đầu chúng ta nên uống 2 viên, và khi chúng ta sử dụng 40 sau khi chúng ta đi ra ngoài chúng ta sử dụng ít nhất là 48 giờ trước đó, và sau đó chúng ta sẽ duy trì uống cho ngày 1 viên. Và cái viên chống nắng Bisan này có thể bảo vệ ngay cả khi những cái tình trạng mà trời ít nắng, bởi vì ngay trời ít nắng thì cái tình trạng tia UVA hoàn toàn vẫn còn và có thể gây tác hại đối với làn da. Sau đó chúng ta chỉ giảm với cái liều là 1 viên trong 1 ngày, và nó phù hợp với những công việc, thí dụ như là những người ở những cái việc người ta diễn viên, hoặc là một số những người công việc làm ở ngoài trời phải đi trong thời gian dài và đi tắm biển hoặc là như vậy, thì chúng ta thấy rằng nó có thể bảo vệ tránh cái làn da của chúng ta khỏi cái tình trạng như là nám da, sạm da. Và nó còn một cái tác dụng nữa là tăng cường cái sự chống lão hóa rất là mạnh, và nó bảo vệ cho cái da của chúng ta tránh cái tình trạng như mà xuất hiện những nếp nhăn, rồi chân chim, rồi tình trạng nám da, và nó cũng giúp cho ngăn ngừa những cái độc tố và từ cái tác hại của môi trường, và nó giúp cho chúng ta thấy rằng là làn da của chúng ta được trắng sáng, được mịn màng từ những thành phần ví dụ như là từ nghệ, từ trà xanh, từ kế sữa, rồi ví dụ như từ lô hội. Chúng ta biết rằng lô hội là một trong những cái loại thảo dược mà chúng ta thấy dùng để làm đẹp da, rất là sử dụng rất là nhiều. Do vậy tôi nói có thể nói rằng Bisan là một cái thành phần rất là hoàn hảo, sản xuất được tại Mỹ, và nó có tác dụng là sử dụng dưới dạng chống nắng dạng viên, nó rất là an toàn và nó cũng mang lại cái hiệu quả cao. Vâng, có một điều hết sức đặc biệt như thế này, thưa bác sĩ Nguyễn Đồng Hải. Từ trước đến nay thì người ta hay nói đến là sử dụng kem chống nắng, tức là một loại gel để chúng ta bôi ra ngoài da mỗi khi chúng ta đi du lịch, hoặc là mỗi khi chúng ta phải tiếp xúc ánh nắng mặt trời, tức là lúc nào chúng ta cần thì chúng ta sẽ bôi. Còn đối với những cái loại viên nang như là cái viên chống nắng Bisan này, thì thưa bác sĩ Nguyễn Đồng Hải, chúng ta uống thường xuyên hay là chúng ta cũng sử dụng giống như kem chống nắng là khi nào cần thì chúng ta sẽ dùng ạ? Thực ra chúng ta biết là tại sao chúng ta lại dùng thường xuyên, tại sao chúng ta lại nghỉ. Chúng ta biết rằng là bình thường thì trong ánh nắng mặt trời thì có tia UVA, UVB, UVC. Tia UVC để ngăn bởi, được ngăn bởi một tầng khí quyển. Vậy thì còn tia UVB và UVA. Tia UVB thì những cái kính, rồi những cái áo, rồi những quần, rồi những đám mây chúng ta có thể che chắn được, nó có thể ngăn cả được tia UVB. Nhưng tia UVA thì ngay cả những đám mây, ngay cả những cái vải, rồi ngay cả những cái rèm cũng không thể ngăn được tia UVA. Thế phải nói rằng là ngay cả những trời ít nắng chúng ta cũng cần phải sử dụng. Nếu chúng ta muốn bảo vệ da tốt, chúng ta sử dụng duy trì ngày một viên. Nó rất an toàn, chỉ vứt trong vòng thực ra khoảng 30 giây mà có lẽ không đến 30 giây. Chỉ trong vòng khoảng 10 giây thì chúng ta đã đưa viên thuốc vào miệng ta uống xong và có tác dụng bảo vệ rất là tốt. Nó không bị cả những cái nó khắc phục được cái nhược điểm của những loại kem chống nắng là khi chúng ta mồ hôi ra thì nó sẽ trôi đi. Hoặc là một số da chúng ta nhạy cảm, chúng ta kích ứng thì có thể cái kem chống nắng đó cũng là cái tình trạng mà gây tình trạng dị ứng ở trên da. Nhưng đối với cái sử dụng viên chống nắng Bisan thì chúng ta chỉ uống, nếu mà duy trì ngày một viên nó rất là tiện lợi và nó không ảnh hưởng gì tới da, không có tình trạng ngộp thở do da, không có tình trạng kích ứng dị ứng da. Và ngoài ra thì cái thành phần của Bisan này còn có tác dụng chống oxy hóa và làm đẹp cho da. Chính vậy tôi nghĩ rằng là chính mà chúng ta sử dụng Bisan này nó mang lại hiệu quả rất là tốt, và nó cũng là khắc phục được tất cả những nhược điểm của tất cả những sản phẩm khác. Vâng, thưa quý thính giả, có thể thấy một điều nữa rằng là chúng ta lại có những cái sản phẩm để phục vụ cho cuộc sống thường nhật của chúng ta. Giờ ngoài cái kem chống nắng mà chúng ta đã quá quen thuộc với rất nhiều những cái loại kem chống nắng của các hãng khác nhau trên thế giới, trong đó có cả của Việt Nam, thì ngày hôm nay chúng ta lại, ngoài kem chống nắng, chúng ta lại có thêm một cái sản phẩm nữa dùng để uống hàng ngày. Đấy là viên chống nắng Bisan. Đây là một trong những cái sản phẩm mới và có thể nói rằng là gây sự tò mò rất lớn cho người tiêu dùng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Qua cái chia sẻ vừa rồi của thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, thì chúng tôi một lần nữa muốn nhắc nhớ tới quý thính giả tác hại
của tia nắng mặt trời ở những thời điểm vô cùng độc hại. Và ngoài cái tác hại đấy ra thì chúng ta không thể phủ nhận được những cái lợi ích mà tia nắng mặt trời đem lại cho mỗi con người. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, để đảm bảo một làn da luôn luôn mạnh khỏe, ngăn ngừa được cái tình trạng lão hóa cũng như là những bệnh lý về da, thì chúng ta cũng nên hết sức chú trọng và sử dụng những cái loại sản phẩm để phòng ngừa những bệnh lý về da cũng như là bảo vệ làn da cho mỗi người. Thưa quý thính giả, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay với chủ đề biện pháp chống nắng hoàn hảo cho ngày hè, chúng tôi có mời đến phòng thu chuyên gia của chương trình Thầy Thuốc Ưu Tú, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình. Và ngay sau đây thì đường dây nóng của chương trình 1900 6255 đã sẵn sàng chờ đợi những cuộc kết nối của các quý thính giả để chúng ta cùng nhau trao đổi những vấn đề liên quan đến những cái bệnh lý về da, cũng như là các biện pháp chống nắng trong ngày hè bảo vệ cho làn da của mỗi người, đặc biệt trong những ngày đi nghỉ mát cùng với gia đình, người thân và bạn bè. Chúng tôi cũng xin nhắc lại, chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM, kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe, tần số 98.9 MHz tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ và tần số 101.7 MHz tại khu vực Đông Nam Bộ. Sau đây chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả đầu tiên. Alo ạ. Alo, thính giả nghe rõ chương trình không ạ? Alo. Dạ vâng. Alo, ạ. Vâng. Dạ vâng, chúng tôi cũng đã nghe rõ thính giả, nhưng mà tuy nhiên là tín hiệu vẫn còn rất là yếu. Thính giả có thể nói to hơn một chút được không ạ? Dạ rồi, alo. Dạ vâng ạ, chúng tôi đã nghe rõ. Vâng. Rồi ạ, thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Dạ, em tên là Loan ở Hóc Môn ạ. Dạ vâng, chào chị Loan ở Hóc Môn. Và bên cạnh chị hình như có một cái máy gì nó đang chạy đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Dạ vâng, chị có thể ra chỗ nào nó yên tĩnh hơn một chút để chúng ta tiện trò chuyện, đỡ ảnh hưởng đến sóng được của chương trình được không ạ? Dạ rồi, dạ rồi. Dạ vâng, mời chị chia sẻ những vấn đề mà chị quan tâm ạ. Tại hôm bữa chị có điện thoại lên, chị hỏi là về con trai của chị nó có nó bị dị ứng hay là một cái loại gì đó da chạm vô trong cái người á là nó bị nổi từ về lên y như nổi tại đai vậy đó. Nhưng mà rồi một lát sau thì cũng hơi lâu nó mới hết. Muốn hỏi là không biết là như vậy là có mình uống thuốc vậy hay không, là làm sao cho nó hết ạ? Vâng. Chào chị, tôi muốn hỏi là con trai chị năm nay bao nhiêu mấy tuổi nhỉ? Dạ con trai em nay 19 tuổi ạ. Vâng. Đó, từ cái đó là nó bị từ nhỏ tới giờ ạ. À vâng. Vậy thì nhỏ thế thì trong suốt thời gian bị như thế thì đã đi khám da liễu chưa nhỉ? Dạ không. Chưa thì khám. Thấy, dạ chưa. À, vâng, chưa khám da liễu và chưa. Như vậy thì những cái nốt mà chỉ thông thường chỉ nổi một chút thôi thì sau đó lại mất đi luôn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. À, vâng. Đối với những tình trạng như của cháu, thế vậy thì tôi muốn hỏi chị thêm một cái thông tin nữa, là tôi muốn hỏi là cái tình trạng như của cháu này, cháu có bị những tình trạng như là viêm mũi dị ứng không có không ạ? Dạ không. Không có viêm mũi dị ứng, không có tình trạng hen phế quản không đúng không ạ? Dạ. Đối với tình trạng như của cháu thì tôi nghĩ rằng là muốn biết chính xác thì cũng cần phải đi khám bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ da liễu để kiểm tra xem là cái tình trạng đó là gì. Nhưng mà tuy nhiên là đối với cái tình trạng mà cái cơ địa của mình có thể bị dị ứng với cái yếu tố nào đó thì người ta gọi là cái yếu tố dị nguyên, cho nên là khi mà gặp phải cái yếu tố mà chúng ta có thể gây tình trạng dị ứng như vậy thì có gây tình trạng mà có thể các cái có thể là ở những người mà có thể dị ứng với thức ăn, có thể như hải sản hay là gà hay là tôm, hoặc là một số người thì dị ứng với cả ngay không khí, đặc biệt là khi thay đổi thời tiết chẳng hạn cũng có thể dị ứng, hoặc là bản thân có thể do sức đề kháng kém cũng có thể gây tình trạng dị ứng, hoặc là ví dụ như vấn đề mà uống nước chẳng hạn, không uống nước không đủ, đặc biệt trong miền Nam thì thời tiết khí hậu nóng thì cũng có thể gây tình trạng dị ứng, hoặc là cái thói quen có ăn nhiều những cái loại gia vị hay không, hoặc là vệ sinh da có đảm bảo sạch sẽ hay không, hoặc là hay tiếp xúc với các yếu tố dị nguyên khác, ví dụ như là dây lưng, rồi tất cả những yếu tố như là bụi từ trong nhà, rồi từ những lông vật nuôi, tất cả những yếu tố đó hoàn toàn cũng có thể trở thành cái yếu tố dị nguyên, và khi trở thành yếu tố dị nguyên thì nó có thể gây tình trạng dị ứng. Và như vậy thì để chị nói là cháu nó bị từ năm 19 tuổi, tức là từ nhỏ cho tới bây giờ, tức là cái yếu tố
theo tôi chưa khám cụ thể, nhưng tôi nghĩ rằng có mang tính chất cơ địa. Vậy thì có hay không những yếu tố gia đình, trong gia đình có ai bị dị ứng hay không? Và tôi nghĩ rằng là tình trạng như của cháu thì để nói rằng là muốn mà chữa khỏi hẳn cái tình trạng dị ứng này, bởi vì chị nói là suốt cả 19 năm nay gần như là cháu hoàn toàn bị và chưa khỏi. Bởi vì là khi nào mà mình phải loại bỏ hẳn được yếu tố dị nguyên, tình trạng cháu mới khỏi được. Còn khi mà chưa loại bỏ yếu tố dị nguyên, tình trạng cháu vẫn bị. Cho nên tôi nghĩ rằng ngoài cái điều trị theo cái đơn của bác sĩ da liễu ra, chị có thể đi khám từ đông y, thì bác sĩ đông y sẽ có thể giúp cho chị điều trị các cái thuốc giải độc, giải dị ứng để hỗ trợ. Tuy nhiên là cái vấn đề làm sạch da một cách cần thiết là điều cần thiết. Ví dụ như là chế độ ăn, nên là chế độ ăn cân đối đủ 4 nhóm và uống ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước và loại bỏ những cái gia vị cay nóng nhiều, hoặc là đồ uống có cồn thì cháu nên là giảm bớt đi. Hoặc là ví dụ như là uống đủ nước, hoặc là ví dụ như là ra ngoài nắng thì cũng nên là sử dụng các cái phương tiện để bảo hộ, để làm sao cho cái tình trạng cái cơ địa dị ứng đó nó cũng bớt tiếp xúc với cái yếu tố mà nó kích thích làm cái tình trạng của cháu nó nặng hơn. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó cũng là cần thiết chị nhá. Dạ. Bác sĩ cho em xin hỏi thêm một câu nữa là ông xã em nó bị cái da đầu nó bị nổi mặn đỏ lên, rồi làm như là nó có vẩy nữa. Cái đó có phải là bị vẩy nến không ạ? Chị làm sao? Đối với ông xã của chị thì da đầu mẩn đỏ nên này có những cái vẩy mà nó xếp với nhau, hoặc là ví dụ như là gãi là nó bong vẩy như trắng như là gầu ấy, thì cũng có thể đấy là vẩy nến, nó những cũng loại trừ là có thể là do gầu, do ví dụ như mình gội với một cái loại dầu gội nào đó mà có thể là tình trạng bị da nó không phù hợp, có thể kích ứng. Nhưng tuy nhiên là cái triệu chứng của chị mô tả thì theo chúng tôi thì chúng tôi có thể nghĩ tới nhiều cũng có thể đó là do vẩy nến, nhưng mà có phải do vẩy nến hay không thì tôi nghĩ rằng cũng cần phải đi khám bác sĩ da liễu để xem là có chính xác là vẩy nến hay không, và nếu có vẩy nến bác sĩ sẽ có hướng cho chị cái phương hướng điều trị, vừa làm thế nào, vừa sử dụng các cái thuốc cùng chế độ ăn, rồi từ bên trong, rồi kèm theo nữa là sử dụng các cái thuốc bôi từ bên ngoài, từ dưỡng ẩm, và cũng loại trừ một số cái hóa chất ví dụ như là dầu gội và ví dụ như sữa tắm để tránh làm cái tổn thương đó nặng hơn, và tránh cái tình trạng mà ví dụ móng tay nên cắt ngắn, tránh cái tình trạng mà gãi có gây tình trạng tổn thương nó nặng thêm chị nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Loan ở Hóc Môn đã kết nối với chương trình. Và chúng tôi hy vọng rằng là đối với con trai chị thì chúng ta cần phải có thời gian để tìm hiểu những cái tác nhân nào khiến cho con chị hay bị mẩn nổi như thế, để chúng ta kịp thời ngăn chặn từ cái việc mà sinh hoạt hàng ngày, từ môi trường sống cho đến từ cái việc ăn uống, chúng ta loại bỏ dần để chúng ta tìm ra được nguyên nhân. Còn đối với tình trạng của ông xã nhà chị thì muốn biết được đây là vẩy nến hay là chỉ là gầu một cách đơn thuần thì chúng ta cần phải đến viện da liễu để chúng ta lấy mẫu phẩm và chúng ta phân tích thì mới xác định được một cách cụ thể nhất. Còn không nên đoán mò hoặc là không nên sử dụng những cái lời mách bảo để chúng ta chữa trị, điều đấy có thể là lợi bất cập hại. Xin cảm ơn chị Loan ở Hóc Môn đã kết nối với chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì đường dây nóng của chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng 1900 6255 xin phép được trò chuyện với thính giả tiếp theo. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Vâng, thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chào anh, em tên là Minh ạ. Em nay em 30 tuổi đã ở Hà Nội. Dạ vâng, chào anh Minh và mời anh chia sẻ những vấn đề anh quan tâm ạ. Dạ vâng. Em muốn hỏi chương trình là bây giờ là em có một cái chút là ở trên hai ở trên mặt ấy, nghĩa là hai bên má là có một cái chàm gần như kiểu chàm đỏ ấy, thì nó không ngứa nhưng mà nó cứ nổi ra, nó cứ sần sùi lên, và nó mới đầu nó chỉ là một chấm nhỏ một bên má thôi, nhưng bây giờ nó lan ra thành một cái to một bên, xong nó lan sang cả bên má bên kia rồi anh ạ. Dạ vâng. Vâng, chương trình đã nghe tôi rõ những câu hỏi. Hỏi tình trạng của anh là tôi muốn hỏi rằng là đối với tình trạng như của anh thì cái nốt ở má ấy, thì đã cái nó có phải là cái dạng ban đỏ không nhỉ? Dạ không phải ban đỏ, nghĩa là không ngứa và không ấy, nhưng mà khi sờ vào nó cảm giác nó sần sần ấy ạ. Nó sần. Tôi muốn hỏi là cái tình trạng như của anh thì bị lâu chưa? Của em là bị khoảng tầm 3 năm nay. Em có đi khám ở chỗ viện da liễu Hà Nội thì họ nói là viêm da cơ địa. Đấy, họ cho thuốc về nhưng mà em bôi nó không khỏi ấy. À vâng. À, trước đó thì là cũng có một bác sĩ là em ở trong quân đội mà, thì có bác sĩ trong thống kê cho là cái thuốc prototypic. Vâng. 0.3% thuốc của Nhật đấy ạ. Vâng. Và với cả một cái thuốc của cái thuốc của
Trung Quốc ấy. Vâng. Đấy, bôi kèm vào, nhưng mà em bôi thì cứ khi em bôi ấy thì nó dịu xuống và nó không ấy nữa, nhưng mà khi dừng bôi ra thì nó lại nổi lên bình thường. Vâng, cho anh Minh Tuấn hỏi là cái tình trạng như của anh, cái vấn đề chính ở đây là anh đã đi khám bác sĩ da liễu rồi, bác sĩ đã chẩn đoán đó là viêm da cơ địa. Bạn biết rằng viêm da cơ địa ở đây thì cái tình trạng nó gọi là cái cơ địa của mình, tức là có thể liên quan đến yếu tố di truyền, yếu tố gia đình, là có thể là thí dụ như cả bố cả mẹ cùng có cái bị viêm da cơ địa thì có thể đến 60% đến 80% đứa con, những người con trong gia đình có thể mắc cái tình trạng viêm da cơ địa này. Viêm da cơ địa ở đây là một cái tình trạng mà cơ thể mà có thể dị ứng với một cái yếu tố nào đó mà người ta gọi đó là yếu tố dị nguyên. Đối với cái yếu tố mà dị ứng đấy cũng có thể từ thức ăn, có thể từ không khí, có thể từ thời tiết, có thể từ những cái đồ vật, ví dụ như là từ những cái dây da, hoặc là ví dụ như từ giày dép, hoặc ngay cả với đồng hồ, hoặc là ví dụ như là ngay cả những cái hoa chẳng hạn, thì hoàn toàn những cái điều này cũng có thể trở thành yếu tố dị nguyên đối với người viêm da cơ địa. Thế mà đã gọi là yếu tố cơ địa, viêm da cơ địa, trừ khi nào mà anh loại bỏ được yếu tố dị nguyên thì biết được cái tìm được yếu tố dị nguyên đó thì có thể thì mới cái tình trạng mới hết được. Còn tại sao cái tình trạng viêm da cơ địa nó cứ tái phát, là khi gặp phải cái yếu tố dị nguyên tình trạng đó sẽ tái phát. Tôi có thể lấy ví dụ như từ cái thực phẩm chẳng hạn. Tức có người thì thực có dị ứng với gà, có người thì dị ứng với tôm, có người thì cua. Thế vậy thì muốn tìm ra một cái thức ăn mà mình dị ứng đấy thì mỗi một ngày anh chỉ ăn một loại thức ăn đó thôi. Và từ khi mà anh loại trừ ra như vậy thì anh ăn các loại thức ăn nào đó mà cái tình trạng dị ứng của mình bị nặng thêm thì mình phải loại bỏ thức ăn đó. Ví dụ như là ngày hôm nay tôi chỉ ăn nguyên tôm thôi, mà khi ăn tôm vào, mọi ngày ăn cá, ăn gà, mọi thứ bình thường, nhưng hôm nay tôi ăn tôm mà tôi thấy là những cái nốt sần đỏ nó mọc dày lên và cái tình trạng hơn thì tôi phải loại bỏ cái đồ ăn đó. Như vậy thì cái thời gian tìm cũng phải là cũng phải có mất thời gian, và cũng phải là không phải trường hợp nào tìm cũng dễ dàng. Nhưng thể nói rằng yếu tố dị nguyên nó có rất nhiều cái yếu tố, có thể trở thành những yếu tố bình thường với người này nhưng trở thành yếu tố dị nguyên và dị ứng đối với người khác. Do vậy mà tại sao viêm da cơ địa này nó cứ sử dụng các cái thuốc bôi, đặc biệt những cái thuốc mỡ có corticoid thì nó giảm rất là nhanh, sau đó thì cái tình trạng nó lại tái phát, vì gặp phải yếu tố dị nguyên đó thì tình trạng nó tái phát lên. Cho nên là khi sử dụng các cái thuốc, các cái mỡ bôi mà có các cái mỡ mà có thành phần corticoid phải sử dụng theo đơn của bác sĩ, vì bên cạnh đó có nhiều tác dụng phụ, và khi gặp yếu tố dị nguyên mình hoàn toàn có thể bị lại, chứ không phải hy vọng là chúng ta bôi các cái thuốc mỡ này nó đỡ rất nhanh và chúng ta nghĩ rằng hết hẳn, là hoàn toàn không có. Và nếu mà để phối hợp với những tình trạng mà thể cái viêm da cơ địa này để cho nó điều trị nó tốt hơn thì tôi một lời khuyên tôi là tư vấn là bạn nên đến những cái cơ sở ở Hà Nội thì có rất nhiều những bệnh viện đông y, ví dụ như viện y học cổ truyền Nguyễn Bình Khiêm hoặc là khoa đông y của trường Đại học Y khoa Hà Nội, thì những là cơ sở rất là có uy tín, nhiều cơ sở khác nữa cũng rất là uy tín để điều trị. Về như vậy thì có bên thuốc đông y có những cái thuốc giải độc, giải dị ứng, và chính nhờ cái tác dụng giải độc, giải dị ứng này để hỗ trợ rất là tốt, và nếu có mắc thì nó sẽ nhẹ đi. Và thường những người viêm da cơ địa nếu mắc từ nhỏ thì còn có kẻ thường là kèm theo có hay không cái tình trạng hen phế quản, có hay không cái tình trạng viêm xoang, viêm mũi dị ứng bạn nhé. Và nhưng mà bác sĩ ơi, em hỏi thêm một tí, nhưng mà bác sĩ nói là cái này nó là do di truyền, thì nhà em thì từ trước bố mẹ em không có, mà em cũng cái này là em không bị là từ nhỏ ấy. Vâng. Em bị nó khoảng tầm mấy năm trở lại đây thôi. Vâng. Đấy, và thứ hai nữa là đợt trước ấy, thì là cứ mùa đông là nó bị rõ hơn, nhìn vâng. rõ. Nhưng mà đến mùa hè thì nó giảm xuống như bình thường, nếu quan sát hai người khoảng cách 1 mét là cũng không, nếu không để ý là cũng không nhìn thấy hai cái vết đấy của em. Vâng. Tại vì kia chỉ là bản thân mình nếu mùa hè mình sờ vào ấy như vậy thì tôi nghĩ rằng cái tổn thương nó cũng không phải là quá khó chịu và không ảnh hưởng đến thẩm mỹ nhiều. Tuy nhiên yếu tố di truyền đấy người ta nói là chiếm một tỷ lệ khá cao nhưng không phải là tuyệt đối. Đấy là cái thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là có rất nhiều các cái yếu tố nó dị ứng đối với cơ thể của mình. Cho nên là có thể những yếu tố này bình thường với người này nhưng lại trở thành yếu tố dị ứng đối với người kia. Do vậy mà mình muốn loại bỏ hẳn cái yếu tố dị ứng này không bị nữa thì cái vấn đề ở chỗ là mình cũng cần phải là tìm, có thời gian mình tìm ra cái yếu tố dị nguyên đó và mình loại bỏ nó thì nó mới hết được bạn nhé. Vâng, bác sĩ ơi, em hỏi nữa. Vâng. Thêm một chút là hôm trước em có nghe chương trình cái hôm trước ấy, thì có cái thuốc phải bôi về ra, cái thuốc bôi cái đồ uống ấy, thì vì em có dùng cái thuốc đấy được không, hay là bây giờ em phải ra nếu trung ương em khám lại xong thì. Thực ra thì trong các cái sản phẩm của bác sĩ tư vấn qua các chương trình thì rất nhiều các loại, bạn phải biết rõ tên nó là gì. Cái Yến Khang với cả X-Plus ấy, bây giờ em mới nhớ. Tôi nghĩ rằng là đối với những tình trạng như của bạn thì bạn cần phải đi khám. Đi khám thì bác sĩ xem chẩn đoán đó là gì và cũng tìm ra cái yếu tố dị nguyên, và như vậy thì điều trị mới tốt hơn. Và nếu mà phối hợp thì bạn có thể phối hợp với đông y, thì tôi nghĩ rằng cái những thuốc sắc của đông y cũng hỗ trợ bạn rất tốt đấy mà nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Minh đã kết nối với chương trình của chúng tôi. Và mong rằng là một ngày gần đây thì anh sẽ đi kiểm tra lại và sẽ có được những cái đơn thuốc cụ thể nhất của các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ về đông y. Thì còn cái việc chúng ta sử dụng kim miễn khang, X-Plug và tất cả những cái loại sản phẩm khác được chiết xuất từ thảo dược, thì thứ nhất chúng ta thấy rằng là những cái sản phẩm từ thảo dược nó rất là lành tính. Tuy nhiên nó có tác dụng đối với cái tình trạng mà mình đang gặp hay không thì câu chuyện nó còn phụ thuộc vào kết quả khám của chúng ta như thế nào. Xin cảm ơn anh Minh kết nối với chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì đường dây nóng của chương trình 1900 6255 xin phép được trò chuyện với thính giả tiếp theo. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng chủ đề của chương trình ngày hôm nay là các biện pháp chống nắng hoàn hảo và trong những ngày hè này. Ngoài ra quý thính giả có thể đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến bệnh lý da liễu. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Joy FM tần số 98.9 MHz tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ và tần số 101.7 MHz tại khu vực Đông Nam Bộ. Sau đây chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả tiếp theo. Alo ạ. Dạ vâng, cháu chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Vâng, mời thính giả giới thiệu đôi nét về mình và đặt ra những câu hỏi mà thính giả quan tâm ạ. Dạ vâng ạ, năm nay cháu 19 tuổi ạ. Thì cháu có một làn da rất là khô ạ. Từ khi còn nhỏ thì lúc nào từ chân tay rồi là mặt cháu lúc nào da cũng khô và tóc cháu cũng bị rụng nhiều ạ. Và cháu không biết là do nội tiết tố hay là thế nào, nhưng mà hàng tháng thì kinh nguyệt của cháu cũng không đều, có khi tới 2-3 tháng mới có một lần mà cũng thất thường ạ. Và lúc mà còn mùa đông thì da khô, khi mà sang hè thì hàng ngày cháu cũng đi học hầu như không phải tiếp xúc với nắng nhiều ạ. Nhưng mà da cháu trở lên sang hè thì trở lên đen và sạm đi rất là nhanh ạ. Cháu muốn dùng viên chống nắng nhưng mà cháu lại cũng bị khô khớp nên cháu có uống một thực phẩm chức năng có chứa thành phần glucosamine với cho đôi vi tin gì đấy ạ. Thì cháu không biết là thành phần nó có ảnh hưởng gì đến hai loại thuốc này không ạ? Cảm ơn bạn đã có câu hỏi chương trình. Bạn 19 tuổi cũng rất là trẻ thôi, bạn có tình trạng da khô. Tôi chưa biết là cái tình trạng da khô bạn tới mức độ nào, nhưng tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên là đối với những cái người da khô đấy thì bạn cũng phải lựa chọn những cái sữa tắm hoặc là sữa rửa mặt nó phù hợp đối với mình. Những sữa tắm, sữa rửa mặt đó nó phải giúp cho cái tình trạng mà da của bạn không làm khô da của bạn đi, hoặc là sữa tắm cũng như vậy. Như vậy thì bạn phải lựa chọn những cái sữa tắm và lại và sữa rửa mặt lại cho mình. Cái điều thứ hai nữa là bạn có thể sử dụng các cái nước hoa hồng để giúp cho, hoặc là ví dụ như cái khoáng xịt thường xuyên, bạn nếu mà ngồi trong cái phòng điều hòa thì bạn phải nên xịt để bổ sung thêm lượng nước cho da. Ngoài ra thì nên ăn nhiều rau và hoa quả và đặc biệt là uống đủ nước, từ 2,5 đến 3 lít nước một ngày. Tất nhiên là bạn uống giải ra trong ngày, như vậy thì chúng ta cũng thể là bổ sung thêm cái lượng nước để tránh tình trạng da quá khô. Bạn có cái kinh nguyệt không đều, vấn đề ở đây tôi muốn hỏi là bạn không biết là cân nặng của bạn bao nhiêu, bạn có thừa cân béo phì hay không. Đối với vòng kinh thưa da thì chúng ta cũng phải xem là bạn cũng cần phải đi khám xem có cái tình trạng hội chứng buồng trứng đa nang có hay không. Với kinh nguyệt là thưa dần như thế thì có những vấn đề đó không? Và thứ hai nữa là sử dụng các cái thực phẩm chức năng đối với tình trạng xương khớp thì tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng, nhưng mà đối với tình trạng của bạn mà đối với cái mùa hè mà đen sạm nhiều như thế này, tôi nghĩ rằng là một mặt là bạn sử dụng các cái kem chống nắng, tuy nhiên là sử dụng kem chống nắng đối với tình trạng như da của bạn cũng rất dễ bị kích ứng, nên là bạn lựa chọn các cái kem chống nắng mà trước khi bạn dùng bạn nên bôi vào mặt trong tay cổ cánh tay bạn xem có dị ứng hay không, kích ứng da hay không, và nên sử dụng kem chống nắng phối hợp. Tuy nhiên là tôi vẫn tư vấn cho bạn là bạn nên sử dụng cái viên chống nắng Bisun được sản xuất tại Mỹ, và đối với những cái ngày đầu hoặc là bạn nên sử dụng 2 viên một ngày, sau đó mà bạn nên duy trì với 1 viên một ngày, bởi vì khi cái thời tiết mà thay đổi nắng một chút thì da bạn có hình trạng sạm đen. Do vậy tôi nghĩ rằng bạn sử dụng cái viên chống nắng Bisun thì nó sẽ giúp cho phù hợp mà cái tình trạng mà thí dụ như là mồ hôi da nó bị trôi mất hoặc là tình trạng da bị kích ứng là hoàn toàn không có mà rất là tiện lợi. Và trong viên chống nắng Bisun ngoài cái thành phần chống nắng ra nó còn chống lão hóa và nó ngăn ngừa cái nếp nhăn ở trên da, bởi vì những người da khô thì bao giờ cái nếp nhăn cũng hình thành sớm hơn là đối với người da dầu. Do vậy tôi nghĩ rằng bạn sử dụng cái viên chống nắng Bisun này nó được một trong hai tác dụng đối với bạn rất là tốt bạn nhé. Dạ vâng, cháu hỏi bác sĩ một câu nữa là người bán thuốc ở cửa hàng thì nói là cháu có thể uống bổ sung vitamin E theo từng đợt để hỗ trợ điều trị da khô sạm, thì không biết là có được không ạ?
Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện của bạn, bạn cần phải đi khám xem cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt của bạn ấy do nguyên nhân do gì và cái tình trạng bệnh lý của bạn, và sau đó bác sĩ sẽ cho bạn một cái đơn thì sử dụng thì phù hợp hơn bạn nhé. Còn nếu bạn sử dụng các cái thực phẩm chức năng thì bạn không cần phải cái đơn của bác sĩ, nhưng là lựa chọn những cái thực phẩm chức năng nào đó nó vừa có tác dụng bảo vệ da chứ khỏi ánh nắng, và thứ hai nữa là có những chất chống oxy hóa, và nó có thứ hai là có những cái sản phẩm để tốt cho mắt và nó làm ngăn chặn các cái tia từ ngoại từ ảnh hưởng cho mắt và nó chống lão hóa, thì tôi nghĩ rằng cái điều này giúp cho bạn da bạn được tốt hơn bạn nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình của chúng tôi và mong rằng là thính giả cũng có được những cái lời khuyên rất hữu ích để làm sao chúng ta bảo vệ được làn da của mình, nhất là thính giả mới 19 tuổi và chúng ta vẫn còn đầy đủ sức khỏe, sức đề kháng, và chúng ta hoàn toàn có rất nhiều thời gian để chúng ta cải tạo cái làn da của mình bằng rất nhiều những cái sản phẩm hữu ích. Tuy nhiên, để sử dụng một cách hữu ích nhất thì chúng ta không thể thiếu được những lời khuyên của các chuyên gia. Xin cảm ơn thính giả đã kết nối với chương trình. Còn bây giờ thì đường dây nóng 1900 6255 xin được phép trò chuyện với thính giả đang chờ máy. Alo ạ. Alo. Dạ vâng ạ, xin chào thính giả. Thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Vâng ạ, tôi chào bác sĩ, chào chương trình. Tôi là Nguyễn Văn Hiên ở Hưng Yên. Năm nay tôi 70 tuổi, nhưng mà tôi có một cái nước da là chân tay tôi rất là mọc, nhưng mà hàng ngày thỉnh thoảng cứ gió mùa thì tôi cứ ngứa và đỏ hết người, nên xong rồi một lúc sau lại khỏi. Thế thì tôi đi khám ở bệnh viện thì người ta bảo là tôi bị dị ứng, nhưng mà tôi dùng, người ta cho thuốc tôi là cái viên thuốc này N-O-R-Astazine, thì uống viên là phải khỏi nhanh, nhưng mà ngày nào thế thì tôi uống có được không ạ? Bác sĩ tư vấn cho tôi ạ. Dạ vâng, chào bác. Vâng. Thưa bác, là bác 70 tuổi rồi, bác cái tình trạng dị ứng và đi khám bác sĩ da liễu đúng không ạ? Vâng. Khám bác sĩ da liễu, cho thuốc thì cho cái đơn thuốc của bác cho với liều điều trị bao nhiêu ngày ạ? Chỉ cho 7 ngày nhưng mà thôi là phải mua thêm, nhưng mà cứ thỉnh thoảng tôi lại bị như thế. Tôi nghĩ rằng là đối với những tình trạng mà dị ứng, mà bởi vì các cái dị ứng ở đây cũng làm cái cơ thể của mình có thể dị ứng với một cái yếu tố nào đó, người ta gọi là yếu tố dị nguyên. Thế vậy thì tôi không biết là bác dị ứng với loại gì, thời tiết hay là các cái loại phấn hoa hay là một từ loại thực phẩm. Do vậy mà để mà giúp cho cái điều trị cái dị ứng này nó hiệu quả nhất thì bác cũng phải tìm xem là những cái yếu tố nào mà làm cho mình tình trạng dị ứng của mình nó nặng thêm. Ví dụ như là thời tiết chẳng hạn thì thay đổi nóng sang lạnh hay lạnh sang nóng, hoặc là ví dụ như là ở những cái môi trường ở trong nhà hay môi trường ở ngoài trời thì bác bị dị ứng nhiều hơn, thì bác cũng phải tìm xem các yếu tố nào đó tác động mà làm cho tình trạng dị ứng của mình nặng nhất, hoặc là ví dụ như quần áo chẳng hạn, mình mặc cái gì đó mà trở thành yếu tố dị nguyên cho mình dị ứng. Thế còn khi cái đơn điều trị của bác sĩ thì bác sĩ chỉ cho những cái thuốc điều trị trong vòng 7 ngày thì bác chỉ uống đúng trong vòng 7 ngày thôi, còn sau mà 7 ngày bác muốn sử dụng thuốc tiếp thì bác phải dừng cái đơn đó lại và bác phải quay lại bác sĩ xem cái tình trạng của bác như thế nào và cho lại cái đơn thuốc tiếp. Bởi vì những cái sử dụng các cái thuốc mà giảm ngứa hoặc thuốc kháng histamine thì bác sĩ có thể một số các thuốc bác sĩ chỉ cho một cái đơn điều trị của nó 7 hoặc 10 ngày thôi, và nếu mà bác muốn điều trị tiếp thì bác phải quay lại bác sĩ, tránh cái tình trạng là bác sử dụng một cái đơn đấy điều trị đi điều trị lại, và nếu là những cái đơn thuốc mà nó có những thành phần corticoid thì đương nhiên bác sĩ không bao giờ kê dài như thế. Nên tôi nghĩ rằng là bác cũng cần phải thay đổi lại cái thói quen là chúng ta sử dụng cái đơn thuốc cứ thế chúng ta mua đi mua lại bác nhé. Vâng, thế này bác sĩ ơi. Dạ. Tôi tư vấn cho tôi thế này, tôi cứ ngứa thì cứ gãi cái nó đỏ này, đỏ là một mặt, tôi thờ cái gì một tí là cái da tôi đỏ nó mọc lắm, da tôi rất mọc, nom da thì rất là mọc. Thế mà đi khám người ta bảo máu, thử máu người ta bảo bình thường, thế nhưng mà nó chỉ bị là bị gió mùa đúng mức, khi bắt đầu gió mùa đúng mức thì ngay lúc đấy mà ngứa là cả lên đầu, gãi đâu đỏ đấy. Tôi hiểu tình trạng của bác rồi. Đối với bác thì đối là cái tình trạng dị ứng mà điều trị cái tình trạng dị ứng của mình, mà mỗi khi cái dị ứng thời tiết, bởi vì khi mà dị ứng thì có rất nhiều các yếu tố mà có thể trở thành yếu tố dị nguyên gây tình trạng dị ứng. Thế thì như trường hợp của bác thì nhiều khi có khi chưa chắc đã phải là do thực phẩm, có khi chưa chắc phải nông vật nuôi, mà như cách mô tả của bác là khi thay đổi thời tiết sang lạnh đúng không ạ? Khi thời tiết sang lạnh thì bác bị, vậy thì muốn mà để không có cái yếu tố này nữa thì người ta phải chuyển hẳn miền, tức là không bị cái tình trạng đó nữa. Thế mà khi chuyển miền thì đối với mình rất là khó khăn, do vậy tôi khuyên bác là trước khi mà chuyển thời tiết chuyển sang, tức là mùa vừa vào mùa thu thì bác đã đi những bệnh viện, ví dụ như bác Hà Nội thì bác có thể đi những bệnh viện như bệnh viện Đông y để bác cắt các cái thuốc giải độc giải dị ứng trước khi mà cái thời gian mà chuyển mùa. Như vậy thì ngay cả mùa thu bác đã uống rồi thì đến sang mùa đông nếu bác sẽ bị nhẹ hơn, và như vậy thì sẽ tốt hơn cho bác nhé. Vâng. Thế là cũng bác kia em bị 5 năm nay rồi. Vâng. Nhưng mà nó chỉ bị hết mùa đông cái này khoảng. Nhưng vâng năm nay dài quá, năm nay đến bây giờ vẫn bị. Vâng. Vâng. Mong rằng là chương trình đã cung cấp cho bác những cái thông tin hết sức hữu ích đúng không ạ?
Vâng, và cảm ơn bác đã kết nối với chương trình của chúng tôi. Và những cái chia sẻ của chuyên gia chương trình cũng giúp bác hiểu ra được tình trạng mà mình đang gặp phải, cũng như là định hướng được cho mình là chúng ta nên xử lý như thế nào một cách tốt nhất. Mong rằng là năm nay đã 70 tuổi thì bác luôn luôn giữ sức khỏe, cũng như là chúng ta không nên bỏ qua những cái đợt đi khám bệnh định kỳ để nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề liên quan đến sức khỏe, nhanh chóng kịp thời ngăn chặn và điều trị nếu như phát hiện ra. Còn bây giờ thì đường dây nóng của chương trình 1900 6255 xin phép được trò chuyện với thính giả vừa gọi điện đến. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin chào thính giả. Vâng, thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Chị chào chương trình và cũng chào bác sĩ nha. Dạ vâng ạ, mời chị thính giả hãy giới thiệu đôi nét về mình để chúng ta tiện trò chuyện ạ. Chị tên Nga, chị 53 tuổi rồi, nhưng mà chị hiện đang sống ở trong Bình Dương á, nhưng mà chị muốn hỏi cho cái thằng con trai của chị á, bữa hôm thứ bảy vừa rồi này nó đi học về, thì nó đang trên đường đi học về á, thì nó bị tự dưng nó nổi có cái cục mề đay á, nổi lên rất là nhiều. Xong rồi đến khi cũng tối rồi, cho nên là chị cũng lập tức cho cháu đi khám ngay ở chỗ phòng mạch á, phòng mạch trần nhà á, thì bác sĩ nói là cháu bị dị ứng, mà xong rồi bác sĩ cũng chưa thuốc uống, chưa uống đâu hai liều á. Xong đến ngày thứ hai thì không chưa uống thuốc nữa, thì nó lại cũng có hiện tượng nó nổi lên, thì cũng đang còn thuốc, cho nên là chị là cũng chưa uống thuốc tiếp, nên là cũng hỏi bác sĩ thôi là cái hiện tượng này là do dị ứng hay là nổi mề đay hay là do nó có bị gan giết gì không á. Chị hỏi như vậy á. Vâng, cảm ơn chị đã có hỏi chương trình. Con trai của chị là bị nổi mề đay và đi khám chẩn đoán bị dị ứng rồi. Tôi không biết là cháu nó bị dị ứng với cái gì. Chị cứ cần phải xem lại thời tiết, hay là từ áo, hay là từ những cái tiếp xúc, hoặc là từ hoa, từ lông vật nuôi, hoặc từ thực phẩm, thì cũng phải tìm ra những cái yếu tố nào đó mà gây tình trạng dị ứng đối của cháu. Đối với tình trạng dị ứng thì thấy rằng là nếu là do cái cơ địa mình dị ứng những cái loại thực phẩm hoặc thức ăn đó thì cũng rất là khó, trừ khi mình bỏ hẳn cái tác nhân dị ứng thì tình trạng mới khỏi được. Còn cái điều trị cái đơn theo dị ứng này thì bác sĩ điều trị cho cái đơn điều trị thí dụ 7 ngày hay 5 ngày, chỉ sử dụng đúng một cái thời gian đó thôi, đừng sử dụng quá dài, và sau đó khám lại, có thể phối hợp với đông y để hỗ trợ trong trường hợp mà sử dụng cái thuốc khu phong giải độc giải dị ứng thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Tuy nhiên phải điều chỉnh về chế độ ăn, cũng loại trừ là ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước, và hai nữa là loại trừ những cái đồ uống có cồn hoặc là những cái gia vị cay nóng chị nhé. Dạ vâng, chúng tôi hy vọng rằng là thính giả trong Bình Dương cũng đã nghe rõ những cái lời chia sẻ. Rất nhiều người trong cộng đồng của chúng ta là mắc phải tình trạng nổi mề đay như thế, và bất ngờ một ngày đẹp trời thì người nổi hết lên như vậy mà không hiểu lý do vì sao. Trước hết thì chúng ta hết sức bình tĩnh và chúng ta sẽ tìm hiểu lại đã ăn uống cái gì, có mặc cái gì lạ hay không, có sống trong một môi trường bị ô nhiễm hay không, thậm chí là bất ngờ ngửi phải một cái mùi lạ cũng có thể gây ra nổi mề đay như vậy. Mong các quý thính giả cũng hết sức yên tâm, và chúng tôi hy vọng rằng là những quý thính giả kết nối với đường dây nóng 1900 6255 ngày hôm nay đã có thể chia sẻ cũng như nhận được sự tư vấn trực tiếp của chuyên gia chương trình để chúng ta định hướng được những cái biện pháp phòng ngừa cũng như là điều trị bệnh lý mà chúng ta đang gặp phải. Cảm ơn thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng viên uống chống nắng Bisan của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259, hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Bisan, viên uống hỗ trợ chống nắng toàn thân đến từ Mỹ. Gọi 1900 1259 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm.